bốn cây xi nhan cho ly liền vuông cho anh em nha. Này chập dinh để dinh tình trạng đẹp nha các bạn. Đấy. Quay kỹ bốn cây cho các bạn nha. Đây tháo xe rồi một cây nha, cây thứ hai, cái này nó dơ nha, chùi sạch, cái này nó dơ dính keo thôi. Đó. Cây thứ hai đẹp nha, cây này nó có nè đó, nhìn cái nó hở một xíu mà đó, còn lại xung quanh này đẹp. Ok chập đẹp, cây số 3 chập đẹp, cái đế chỗ này nó có cái dấu hàng này các bạn, nó giống như nó bị tét, nó có dấu hàng ở cái chân này, nó bị tòe ra, nó có dấu hàng đó, vẫn chắc chắn bình thường nha. Đó, quay kỹ cho anh em chỗ này nó bị tí xíu này đó, nó bị xíu. Đây, còn mặt ngoài thì đẹp, chập đẹp nha. Rồi cây số 4 đẹp nha. Đó, trong 4 cây thì nó có một cây nó có dấu hàng như vậy đó, cho anh em coi kỹ nha. Rồi 4 cây duy nhất không có hàng nha các bạn. Rồi 4 cây của Charlie 84 nha. Thì đây mình đang rã con Charlie 84 này, thì anh em cần món nào trên xe thì anh em inbox nha, mình quay chi tiết từng món cho anh em. Rồi. Xe đang rã từ từ cho các bạn, mình chưa có rã, hiện giờ đang trên xe nha, mình đang rã từ từ nha. Anh em quan tâm món nào cứ inbox cho mình nha các bạn. Mới vừa rã xong con 81 70 này. Đó, anh em cần món của con 81 70 inbox luôn nha. Rồi cảm ơn anh em.